Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Thưa quý ông bà và anh chị em, lễ các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay không riêng gì Giáo hội Việt Nam mừng kính, mà được toàn thể giáo hội Công giáo khắp năm châu mừng lễ. Giáo hội muốn khẳng định cho chúng ta và toàn thể thế giới rằng trong số đoàn người đông đảo đứng trước ngai Thiên Chúa có cả những người thuộc dân tộc Việt Nam, có cả con cháu dòng giống Lạc Hồng. Các ngài đã trải qua những cơn thử thách gian truân, lấy mạng sống của mình để minh chứng cho niềm tin, và nay được trở về với Thiên Chúa. Chúng ta vui mừng hãnh diện và chúng ta hãy noi gương cha ông chúng ta can đảm sống đức tin để tiếp nối các ngài làm chứng cho Chúa trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu này. Dừng thánh lễ, chúng ta hiệp ý với nhóm đọc kinh của Giáo hội Giuse dâng lời tạ ơn Chúa, cầu xin ơn bình an cầu cho các linh hồn. Các linh hồn Giuse, Maria, Anna và lễ dỗ linh hồn Maria. Tôi thu nhận xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Con chung tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đứng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyến cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Cha, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Ma-ca-bê-ô quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, Eleazaro, một người trong hàng luật sĩ vì vọng, ông đã có tuổi và diện mạo oai phong. Ông bị người ta cậy miệng bắt phải ăn thịt heo. Các bạn cố chi đứng đó cảm thương ông, gọi lén ông ra khuyên ông, xin người ta đem cho ông các thứ thịt ông có phép dùng. Rồi ông chỉ giả vờ ăn thịt cúng như vua đã truyền. Ông nói, vì ở tuổi chúng tôi không nên giả vờ, kẻo nhiều thanh niên tưởng rằng Eleazaro đã 90 tuổi đầu mà còn theo lối sống của dân ngoại. Rồi vì sự giả vờ của tôi để sống thêm một ít lâu nữa, tôi sẽ làm cho chính họ cũng lầm lạc, và vì thế tôi sẽ chuốc lấy nhơ nhớp và ố danh cho tuổi già của tôi. Mà dầu tôi có thoát khỏi hình phạt của loài người, thì dầu sống dầu chết, tôi sẽ không thoát khỏi bàn tay của Thiên Chúa toàn năng. Bởi thế, nếu giờ đây tôi can đảm từ giã cuộc đời, tôi sẽ tỏ ra xứng đáng với tuổi già của tôi. Tôi sẽ để lại cho các thiếu niên một tấm gương cao đẹp. Nếu tôi tự ý và anh dũng chết cho các lề luật đáng kính và thánh thiện của chúng tôi. Nói đoạn, ông liền bị điệu đến pháp trường. Các người áp giải ông đổi lòng thiện cảm họ đối với ông trước kia thành ác cảm, vì các lời ông nói mà họ cho là điên khùng. Khi sắp chết vì đòn vọt, ông thều thào trong hơi thở cuối cùng: Lạy Chúa là Đấng thông minh chí thánh, Chúa cũng thấu rõ là con có thể thoát chết, nhưng con xin chịu đòn vọt đau đớn trong thân xác con với niềm vui trong lòng vì kính sợ Chúa. Và như thế ông từ giã cuộc đời, để lại không những cho các thanh niên mà còn cho toàn dân một tấm gương anh dũng và một lưu niệm đạo đức. Đó là lời Chúa.
Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Khi Chúa đem dân Si-on bị phát lưu trở về, chúng tôi tưởng như mình đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi rộn rã vui cười, lưỡi chúng tôi hơn hờ reo vang. Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Bây giờ giữa chư dân người ta truyền tụng, Chúa đã làm cho họ những việc trọng đại. Vâng, Chúa đã làm cho chúng tôi những việc trọng đại, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Chôn lưu đây xin đem chúng con về, như xuôi nước tràn về miền Nam. Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong họ vừa đi vừa khóc, đêm hạt giống rắc rêu. Họ trở về, về reo hơn hờ, lúa chiêu nặng trên vai. Ai gieo trong lễ sầu sẽ bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Anh em thân mến, chúng tôi chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chứ không phải phát xuất từ chúng tôi. Chúng tôi chịu khổ cực tư bề nhưng không bị đè bẹp. Chúng tôi phải long đong nhưng không tuyệt vọng. Chúng tôi bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt, bởi vì chúng tôi luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giê-xu, để sự sống của Đức Giê-xu được tỏ hiện nơi thân xác chúng tôi. Vì chưng mặc dầu đang sống nhưng vì Đức Giê-xu, chúng tôi luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Đức Giê-xu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng tôi. Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em. Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin như đã chép rằng: tôi đã tin nên tôi đã nói, và chúng tôi tin nên chúng tôi cũng nói. Bởi chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giê-xu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Đức Giê-xu, và đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh em để ân sủng càng tràn đầy. Bởi nhiều kẻ tạ ơn thì càng gia tăng vinh quang Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét các con hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như các con thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời các con. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại các con, vì các con mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Tâu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ dưới 3 triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là câu trả lời của ông Mikae Hồ Đình Hy khi vua từ Đức mời ông giả vờ bước qua thánh giá. Ông là người thanh liêm, được nhà vua hết sức tín cẩn cho phụ trách ngành dệt trong cả nước. Nhưng mà ông cũng là một Kitô hữu xông xáo làm việc tông đồ. Ông không thấy có gì xung khắc giữa việc phục vụ đất nước với việc phục vụ giáo hội. Khi quân Pháp bắn phá cảng Đà Nẵng thì ông bị bắt, bị kết án là khinh luật nước, chống lại triều đình, cấu kết với thực dân. Ông Hy đã chấp nhận cái chết một cách bình thản. Trước khi chịu chém, ông còn xin hút một điếu thuốc lào, hương vị cuối cùng của trần gian mà ông muốn nếm trước khi nếm hương vị của thiên đàng vĩnh cửu. Cuộc sống và cái chết của Thánh Mikae Hy soi sáng cho đoạn lời Chúa hôm nay. Người Kitô hữu có hai đầu dây cần phải giữ. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó. Thế gian là nơi mà Thánh Hy đã sống cho đến chết. Thế gian là đất nước, là vua quan, là thứ dân. Ngài đã yêu mến và sống tận tình cho thế gian đó. Thế gian đã trở nên như máu thịt của người Kitô hữu, bởi vì đó là nơi họ được Chúa sai đến để mà phục vụ, là nơi họ được trở thành người Kitô hữu trọn vẹn. Và đầu dây thứ hai: nhưng các con không thuộc về thế gian. Ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, nghĩa là không hoàn toàn nghĩ và sống giống như thế gian. Người Kitô hữu chúng ta không coi thường mọi giá trị của xã hội, nhưng mà chúng ta có một thang giá trị riêng. Chúng ta biết đâu là những giá trị mà chúng ta phải tôn trọng. Nếu hy sinh những giá trị đó thì chúng ta sẽ đánh mất chính mình và chẳng đóng góp được gì cho bộ mặt của thế giới này. Chúng ta là một nhúm men vùi trong đống bột. Men không được tách rời khỏi bột, và men cũng không được biến chất để trở thành bột. Nếu tách khỏi bột hoặc biến thành bột thì trong cả hai trường hợp men đều trở nên vô ích. Chúng ta vẫn bị cám dỗ buông một trong hai cái đầu dây đó. Bỏ một trong hai đầu dây đều làm mất đi cái căn tính của người Kitô hữu. Ơn gọi Kitô hữu đặt chúng ta vào một cái thế đứng chênh vênh, nửa bên này, nửa bên kia, nửa thuộc về thế gian, nửa thuộc về nước trời. Cái thế đứng đó đòi chúng ta phải trả giá. Tự đạo là cách làm chứng tuyệt vời trong thời bị bách hại, nhưng mà trong thời kinh tế thị trường ngày nay không có ai chém đầu chúng ta cả, nhưng mà cần có những cách làm chứng khác. Người Kitô hữu không bị bắt buộc phải bước qua thập giá, nhưng mà vẫn bị cám dỗ bước qua lương tâm của mình để mua lấy một chút địa vị,
mua lấy một chút lợi nhuận, an toàn, thoải mái. Chúng ta bị cám dỗ bước qua lương tâm để sống mánh mung lừa đảo. Thế gian không ở ngoài chúng ta, thế gian ở ngay trong lòng chúng ta. Thì ước gì chúng ta dám chấp nhận thiệt thòi, phiền hà, mất mát khi can đảm làm chứng cho lòng tin và cho tình yêu. Chúa Giêsu là vị tử đạo đầu tiên tuyệt vời. Chúa đã đưa chúng ta vào thế giằng co liên tục. Chúa vừa chọn chúng ta ra khỏi thế gian, lại vừa sai chúng ta đi vào trong thế gian này. Thế gian này vàng thau lẫn lộn. Có khi vàng chỉ là cái lớp mạ ở bên ngoài, nhưng mà nó lại dễ quyến rũ chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta giữ được cái bản lãnh của mình, giữ được vị mặn của muối, giữ được sức tác động của men, để đem đến cho thế gian một linh hồn, một sức sống. Chúng ta không sợ mình bỏ đạo, nhưng mà chúng ta sợ mình không sống đạo vì bị quyến rũ bởi bao nhiêu thú vui trần thế này. Xin cho chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta mang dòng máu của các vị tử đạo, những người đã đặt Chúa lên trên mạng sống của mình. Nếu thế gian ghét chúng ta, thì xin Chúa cho chúng ta cảm thấy niềm vui của người được diễm phúc nên giống Chúa, bởi vì ai bền chí đến cùng sẽ được cứu độ. Tôi tin kinh. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trường muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải đường tạo thành, đồng bản tề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vần đường tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhầm thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã người chịu đóng đinh vào thầm giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nương người sẽ tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng Đấng người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người đường phung thờ và tôn vinh cùng với Đức và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán. Tôi tin Hội Thánh, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một anh chị em thân mến, mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay. Chúng ta tự hào các bậc tiền nhân của chúng ta đã anh dũng sống cho một mối tình và chết cho một mối tình mang tên Giêsu. Hiệp lời tạ ơn Chúa, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin. Máu các thánh tử đạo là hạt giống đức tin. Xin cho chúng con biết làm nảy nở hoa trái này trên quê hương chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
chúng con đã hâm hở cầm cành thiên tuế đón chào Đức Quang Lang Quân. Xin cho chúng con khi còn ở thế gian này cũng hâm hở đi đón Chúa bằng đời sống hy sinh, cầu nguyện và thực thi bác ái. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Gông cùm, xiềng xích, đòn roi không cản được lòng yêu mến Đức Kitô. Xin cho chúng con cũng biết vượt lên những cực lòng trái ý, để minh chứng rằng chúng con cũng yêu mến Đức Kitô. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa Giêsu, Cha ông chúng con xưa kia đã đổ máu mình để làm chứng đức tin vào Đức Kitô. Xin cho chúng con hôm nay biết noi gương tiền nhân chúng con, cùng tẩy áo trắng mình trong tình yêu của Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ lời tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và yêu thích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lời Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của Cha ông chúng con. Xin cùng thương chấp nhận của lễ tiên dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lời Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thần là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban ơn trợ giúp, những con người vốn mong giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương.
Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Lời Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ơi, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng với lời Chúa. Khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antôn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Giuse, Maria và Anna mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và
trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cùng trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Lời Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xa tội chân gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xa tội chân gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xa tội chân gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhân mình và máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài trung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.